Những câu ca trong bài Bình Định quê hương tôi đã đưa chúng tôi về thăm xứ Nẩu, thăm vùng đất cố đô huy hoàng một thuở, nơi có dòng Côn Giang lững lờ trôi, ôm ấp cả vùng đất này đi qua mấy ngàn mùa mưa nắng. Hẹn nhau ta về miền Trung, về thăm quê hương. Bắt đầu cho cuộc hành trình, nhà thơ Lê Hoài Lương, một người con của đất Bình Định, hẹn đón chúng tôi tại thành Hoàng Đế. Bởi theo anh, nếu nói đến những nét son lịch sử, văn hóa ven sông Côn, không thể không nói đến những vương triều. Đó là thành cha của Lâm Ấp, thành đồ bàn của Vương quốc Chiêm Thành, và đỉnh cao là thành Hoàng Đế của triều Tây Sơn vào cuối thế kỷ 18. Thành này từ xưa đến giờ là nó tồn tại như vậy hay là đã có thay đổi rồi ạ? Thực ra thì thành này là vốn ngày xưa nó đã có, tức là từ đầu thế kỷ 11 là cái thành đồ bàn, gốc là thành đồ bàn của vương quốc Chăm Ba đó. Thế thì sau năm 1471 thì vương quốc Chăm Ba không còn nữa, thì nơi đó thành Đại Việt, và rất nhiều trăm năm sau này đó, cái thành đồ bàn cũng bị san phẳng, cũng bị hủy hoại, tới cái phong trào mà Tây Sơn khởi nghiệp đó, từ cuối thế kỷ thứ 18, Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc mới xây dựng lại trên cái nền của cái thành đồ bàn, mở rộng một chút là thành cái thành Hoàng Đế như bây giờ. Gọi là Hoàng Đế là vì sau đó 2 năm, năm 1778 là Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc là xưng Hoàng Đế, gọi là Trung ương Hoàng Đế, lấy cái hiệu là Thái Đức, vì vậy mà gọi cái thành này là thành Hoàng Đế. Và chúng ta đang đứng ở trên hai cái trầm tích của kinh đô, là cách đây khoảng là trên 1000 năm. Bao nhiêu triều đại đi qua với những hưng thịnh suy vong, nay chỉ còn lại đôi chút vết dấu trong những mảng thành đá ông phủ màu thời gian, là đôi tượng voi đế, voi hậu, như là chút minh chứng còn lại của tình yêu nhà vua Chế Mân với nàng công chúa lá ngọc cành vàng xứ Đại Việt. Và sau một thuở, nay chỉ còn lại những u hoài. Có ai đó từng nói vui rằng sông Côn là dòng sông nội địa của Bình Định. Với chỉ hơn 100 cây số từ nguồn ra biển, nhưng dòng sông đã chứng kiến biết bao biến thiên, vật đổi sao dời, những giá trị văn hóa trải qua hàng ngàn năm làm nên khí chất của vùng đất hào hùng này. Từ lâu, vùng đất ven dòng Côn đã được mệnh danh là đất võ. Nhà Tây Sơn từ thuở phất cờ đến khi kết thúc là sự chung tay của những trang anh hùng hào kiệt, khí phách đẩy lừng. Chúng ta đang đứng ở cái đỉnh của núi Ấn Sơn. Có thể nói đây là vùng đất thiêng của Tây Sơn. Cái núi mà chúng ta thấy đây là núi ngang, là Hoành Sơn. Là Tây Sơn Nguyễn Nhạc từ trên thượng đạo về, ngựa ông ngã, tức là theo truyền thuyết đó mà. Ông đứng dậy không nổi thì ông ngước lên, ông thấy trên vách núi có một cái chuôi kiếm. Đây là người tùy tùng lên rút ra thì thấy một cái lưỡi kiếm sáng loà, thì đó là theo truyền thuyết. Rồi là kiếm thì có, kiếm thiên thì có, nhưng mà chưa có ấn. Thế là họ lập đàn tế trời, và sau một thời gian thì cái núi này, cái núi rất dốc, cái núi rất là hùng hiểm này là núi một này. Rồi đêm sấm chớp ấy, người ta thấy sáng loà từ trên đó đổ vụt xuống cái hòn dải này, đây là núi dải. Cái núi dải này sáng hôm sau những vệ cùng với tất cả những người tùy tùng lên thì thấy trên hòn núi dải là một cái vùng cháy xém, và ở đó có một cái ấn vàng có 4 chữ là Sơn Hà Xã Tắc. Cho nên cái núi dải bây giờ biến thành cái núi ấn, và cái đàn tế trời đất đặt ở đây chúng ta là gọi là Ấn Sơn. Ngoài Tây Sơn, sông Côn còn được ví như dòng sông võ nghệ, bởi ven sông tập trung nhiều lò võ lừng danh. Trên bãi cát sông Côn, hàng năm cũng diễn ra lễ hội đổ giàn an thái đầy tinh thần thượng võ. Và ai đã từng nghe đến vùng đất này cũng thuộc nằm lòng câu ca.
ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định bỏ roi đi quyền. Trong ký ức của những người cao tuổi dường như vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh ngày đêm ven đôi bờ sông Côn, nam thanh nữ tú mê say đi quyền luyện võ, tạo nên những bậc thầy võ nghệ vang danh trong làng võ thuật Sài Gòn. Nhà thơ Lê Hoài Lương, người bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi này, tự nhận mình là người yêu Bình Định đến mức cực đoan. Và tình yêu anh dành cho những văn nhân tài tử thành danh trên vùng đất này cũng như là một lẽ tất yếu. Anh say sưa kể cho chúng tôi nghe những tên tuổi lớn đã lưu danh trên mảnh đất dọc theo chiều dài sông Côn, làm nên tên tuổi của nhóm Bàn Thành Tứ Hữu hay Trường Thi Bình Định còn mãi với thời gian. Nhắc đến mảng nghệ thuật của Bình Định, không thể không nhắc đến hát bội và bài chòi, những loại hình đã được xem như là đặc sản của vùng đất này. Bao nhiêu người con ở vùng đất ven dòng Côn Giang từng thức thâu đêm cho những câu hát, vở diễn đề cao trung, hiếu, tiết, nghĩa, dạy cách làm người. Và điều này có thể lý giải vì sao một nhà nghiên cứu trong một bài viết của mình đã cho rằng con người Bình Định cực đoan và thẳng thắn, hào hiệp và trượng nghĩa, một phần là nhờ đã được đắm mình trong dòng sông nghệ thuật hào sảng ấy từ thuở ấu thơ. Sáng hôm sau, chúng tôi đi thăm những tháp vàng ven sông Côn. Bình Định hiện còn lại tất cả 8 cụm, 14 tháp. Và chúng tôi không tránh khỏi ngạc nhiên khi biết rằng những ngôi tháp này đều tọa lạc ven dòng Côn như một điều bí ẩn thú vị. Nhiều người cũng lấy làm ngạc nhiên là sau bao cái biến cố và cái tác động mạnh mẽ của thiên nhiên cũng như tác động của chiến tranh của con người thì những cái tòa tháp này vẫn tồn tại, trường tồn với thời gian. Có lẽ trước hết là phải khẳng định rằng là đây là do cái kỹ thuật xây tháp độc đáo của người Chăm. Nó mới tồn tại được lâu với thời gian như thế. Có thể nói là đi dọc theo sông Côn, đi dọc theo cái hệ thống tháp Chăm mà hiện còn lại ở Bình Định mà, thì thấy toàn bộ lịch sử văn hóa của Bình Định. Những cái ngôi tháp Chăm cùng với dòng sông, thực ra mà nói thì phải là dòng sông trước, nhưng nó trải dài cả hàng ngàn năm, thì có thể nói rằng quá đủ để mà khẳng định rằng dòng sông Côn và những cái ngôi tháp Chăm dọc theo dòng sông Côn là những cái chứng nhân cho cả một cái chuỗi dài lịch sử của Bình Định qua nhiều là tầng lớp văn hóa và nhiều quốc vương triều. Nhạc sĩ Văn Cao lần đầu tiên đến Bình Định có một liên tưởng thú vị. Từ trời xanh rơi và dọc tháp Chàm. Trải qua biết bao biến động lịch sử và bào mòn của thời gian, những ngôi tháp Chăm vẫn hoài lộng lẫy qua tứ thời mưa nắng bên dòng Côn như một minh chứng cho sự giàu có về vốn văn hóa của vùng đất này. Chúng tôi rời Bình Định khi ánh mặt trời vừa ló dạng, xe dừng lại trên cầu Thị Nại, nơi được mệnh danh là cây cầu vồng vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Đây cũng chính là nơi kết thúc cuộc hành trình của sông Côn, nơi sông hòa vào biển lớn. Sông Côn, nơi ghi dấu cuộc đối đầu sinh tử của hàng vạn chiến binh trên các thuyền chuyến đủ sắc cờ hiệu, nay đã chứng kiến cuộc đổi thay ngoạn mục của một vùng đất đầy khát vọng hòa nhập, vươn lên. Nối tiếp những bàn so một thuở, Côn Giang lại là chứng nhân cho những hy vọng mới của một vùng đất kiêu hùng, tài tử và giàu có vô cùng.